Bộ Công an từ thanh kiếm của chế độ thành máy chém các đồng chí. Hiện nay, Bộ Công an được hưởng ngân sách lớn thứ nhì trong chính phủ, chỉ sau có Bộ Quốc phòng. Vào hồi tháng 4, bộ này đã tuyển huấn luyện thêm tới 16.000 cảnh sát cơ động. Có thể đây không phải là đơn vị duy nhất tăng quân số, mà còn nhiều đơn vị khác nữa. Ngân sách leo thang từng năm, quân số cũng tăng lên thì tất nhiên bàn bệ cũng cứ thế mà phình ra. Và từ đó ông bộ trưởng có thể cơ cấu thêm người của mình vào những vị trí béo bở. Thông thường muốn giành ghế ngon cho phe của mình, Tô Lâm cho tuyển người đang nắm giữ các vị trí bị nhắm đến các nơi khác để chèn đệ tử của mình vào đó. Một cách nữa để giành ghế là gia tăng bàn bệ, gia tăng quân số. Những yêu cầu như thế này trước đây được Tô Lâm trình lên Bộ Chính trị lấy lý do là vì an ninh chính trị và luôn được ông Trọng đáp ứng, để rồi sau đó Tổng Trọng đã nhận một đòn thật nặng từ thuộc hạ của ông vẫn luôn chiều. 8 năm nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã buộn lý do chấn áp dân để xây dựng quyền lực cho riêng mình. Như vậy, Tô Lâm đã đem người dân ra để mà che mắt ông Nguyễn Phú Trọng. Tại Trung ương Đảng khóa 12, Bộ Chính trị chỉ dụng một mình ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, ở Trung ương Đảng khóa 13 này, chỉ mới có 3 năm mà đã dụng mất 5 ủy viên Bộ Chính trị. Đấy chưa kể là hàng loạt các ủy viên Trung ương Đảng bóc lịch. Vai trò của ông Tô Lâm trong những đợt thanh trừng này là rất lớn. Ít nhất 3 trên tổng số 5 người dụng là do Tô Lâm tự đánh, không phải nhận chỉ thị của ông Tổng Trọng. Như vậy, Bộ Công an đã trở thành công cụ cho cựu bộ trưởng đốn hạ đồng chí của mình để mưu cầu quyền lực cá nhân. Tô Lâm là người rất toan tính, ông âm thầm xây dựng lực lượng hậu thuẫn cho cá nhân trong suốt nhiều năm ròng rã. Đến lúc cho rằng tình thế đã chín muồi, ông mới ra tay dùng Bộ Công an như là công cụ của riêng mình trong việc triệt hạ các đồng chí xung quanh, đặc biệt là ở những vị trí cấp cao nhất. Có thể nói sự nuông chiều của Đảng Cộng sản, mà cụ thể là ông Tổng Trọng đối với Bộ Công an, giờ đây đã khiến cho người đứng đầu Đảng không thể cầm cương con voi giữ, tức là Bộ Công an. Dùng quá nhiều tiền tài, vũ khí và quân lính để chấn áp người dân, để rồi từng người trong hàng ngũ lãnh đạo cũng phải trả giá cho điều này. Mà sức khỏe của ông Trọng ngày một yếu đi, thỉnh thoảng cố lắm ông mới xuất hiện được. Việc biến Bộ Công an thành công cụ để tranh giành ngai vàng của Tô Lâm sẽ tạo một tiền lệ xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam chưa từng có. Cũng chưa có bao giờ việc sắp xếp nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an nó lại khó khăn đến như bây giờ. Có ít nhất 6 ứng viên gồm 3 ủy viên Bộ Chính trị và 3 ủy viên Trung ương Đảng đang tranh nhau quyết liệt chiếc ghế đầy quyền lực này. Ai và phe nào có thể nắm được ghế này thì tự nhiên có thể tranh ghế cao nhất trong Đảng, đó là chức Tổng Bí thư. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn muốn an tâm ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ tư thì phải đưa được người của ông vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Phạm Minh Chính muốn trở thành thế lực thay thế cho Tổng Trọng thì lại cũng cần có người của ông vào nắm Bộ Công an. Ông Tô Lâm muốn yên ổn ở ghế Chủ tịch nước mà không bị dụng hết nhiệm kỳ thì cũng phải giữ quyền kiểm soát Bộ Công an, không thể rời tay được. Cứ như vậy các bên tranh nhau và tung ra những cú đòn hiểm hóc. Một khi có người chiếm được toàn quyền kiểm soát Bộ Công an thì người đó sẽ tha hồ dùng Bộ Công an như máy chém để dọn sạch những thế lực muốn cản đường. Ghế Chủ tịch nước đã có chủ sau gần 2 tháng tranh giành và ngã giá. Tiếp theo đến lượt ứng viên về thế lực hậu thuẫn họ đấu tranh để giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Quá trình tranh chiếc ghế này có khi còn quyết liệt hơn rất nhiều so với việc tranh vị trí trong tứ trụ thời gian qua. Cuộc chiến cho chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an vẫn còn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ Công an từ thanh kiếm của chế độ thành máy chém các đồng chí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Lê Thanh Hải, một đại gian thần. Vì sao Đảng để ông ta thoải mái tàn phá đất nước? Vụ án Vạn Thịnh Phát đã bị xét xử với số tiền chiếm đoạt lên tới 304.000 tỷ đồng.
lớn hơn tổng số tài sản của các tỷ phú Việt Nam cộng lại. Với số tiền lớn như vậy, bà Trương Mỹ Lan không thể thực hiện một mình, mà cần phải có sự trợ giúp của những kẻ có quyền lực trong một khoảng thời gian rất dài. Ông Lê Thanh Hải có một nhiệm kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hai nhiệm kỳ làm Bí thư Thành ủy thành phố này. Song song việc thăng tiến quyền lực của ông Hải có sự lớn mạnh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Điều đáng nói là Vạn Thịnh Phát đã đầu tư vào nhiều dự án bất động sản thuộc hàng đắc địa tại Sài Gòn, trong đó có nhiều khu đất mua nhưng rồi lại bỏ hoang, không khai thác. Nếu nói Vạn Thịnh Phát là nhà đầu tư bất động sản thì tại sao họ lại lãng phí đến như vậy? Hay họ chỉ dùng bất động sản như bình phong để che giấu lĩnh vực kiếm tiền thật sự? Dù từng rất nổi tiếng với sự giàu có và thế lực, nhưng trước khi bị bắt, bà Trương Mỹ Lan vẫn giữ bề ngoài vô cùng kín tiếng. Phải chăng bà muốn giấu giếm việc làm ăn thực sự của mình? Gần đây, ông Lê Thanh Hải đã bị Bộ Chính trị cho cắt hết tất cả các chức vụ trong đảng, dù ông đã về hưu. Đây là động thái chuẩn bị để ông cựu bí thư thành ủy này bị bắt vào trạm giam. Đây cũng là động thái là chuẩn bị cho nhiều nhà quan sát đánh giá đã là quá muộn, nhưng thả muộn còn hơn không. Thực ra, việc bắt Lê Thanh Hải lúc này chỉ là cách cho người dân uống nước đường mà thôi. Bởi những thiệt hại về kinh tế, về tinh thần của ông Hải và bộ sậu tay chân của ông đã gây ra cho người dân, đặc biệt là dân Thủ Thiêm, không thể nào bù đắp được. Hơn nữa, những người mất mát của dân, của nước không được quan tâm đúng mực bởi bộ máy tố tụng của chính quyền này cũng kiếm trác không nhỏ từ số tiền mà những quan tham kia có được. Vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á vân vân là những minh chứng rõ nhất cho điều đó. Và rồi, có ai được trả lại tiền đâu kia chứ? Người dân đã mất và vẫn mất. Bộ máy cầm quyền đã không thể ngăn cản được một quan tham như Lê Thanh Hải. Lúc ông ta còn tại chức mà chỉ bắt nguội khi ông ta về hưu, thì câu hỏi đặt ra là đảng có làm được vai trò bảo vệ nhân dân trước đại dịch tham nhũng tràn lan hiện nay hay không? Câu trả lời là không. Bởi bắt nguội quan tham sau khi đã để cho họ tàn phá đất nước thì khó có thể khắc phục được hậu quả mà những kẻ này đã gây ra. Việc bắt nguội Lê Thanh Hải cũng cho thấy sự vô năng của Đảng Cộng sản. Điều này cũng khẳng định dù ông Nguyễn Phú Trọng có nỗ lực đốt lò bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ngăn chặn được, thậm chí không thể hạn chế được tình trạng tham nhũng tràn lan như hiện nay. Sau chục năm đốt lò, thực tế đã cho thấy ông Trọng càng đốt thì tham nhũng càng bùng phát mạnh hơn trên khắp cả nước. Và những vụ sau lại lớn hơn những vụ trước. Liên tục có quan chức do chính tay ông Trọng lựa chọn đưa vào Bộ Chính trị Ủy viên Trung ương Đảng lại bị bắt vào tù nhiều nhất. Không thể ngăn chặn được quan tham khi những kẻ này đang nắm quyền, thì liệu đảng có ngăn chặn được các quan chức có dạ tâm bán nước hay không? Thông tin nội bộ cho biết, suốt trong thời kỳ làm lãnh đạo thành phố lớn nhất đất nước, Lê Thanh Hải có quan hệ mật thiết với gián điệp Trung Quốc. Ông ta đã giúp cho các thế lực nước ngoài trục lợi trên đầu người dân thành phố nhiều chục tỷ đô la Mỹ trong thời gian rất ngắn. Át hẳn khi công bố thông tin khởi tố Lê Thanh Hải, chính quyền này sẽ ém đi hành động bán nước của ông cựu bí thư họ Lê. Có thể nói ông Lê Thanh Hải là một đại gian thần, mà ngay từ khi ông còn nắm quyền, người dân đều đã biết như vậy. Chuyện ông Hải có kết nối với cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang là đề tài mà người dân đã bàn tán từ nhiều năm qua. Ông Hải đã gây ra bao nhiêu oan khuất cho người dân Thủ Thiêm, ông nâng đỡ cho bà Trương Mỹ Lan cũng đều là những câu chuyện không hề mới mẻ. Tất cả những việc này, người dân đã lên tiếng từ lâu, từ khi ông còn tại chức. Thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã không hề trừng trị đại quan tham này, mà tìm cách trừng trị những người lên tiếng đó. Và kết quả, ông Hải đã tàn phá nền kinh tế của đất nước một cách khủng khiếp, đặc biệt là tại Sài Gòn. Cũng như tội ác của ông này gây ra cho rất nhiều người dân thành phố là không thể bù đắp được. Nếu vì dân, vì nước thực sự, Đảng Cộng sản phải cho bắt Lê Thanh Hải ngay khi ông ta còn đang đương chức, chứ không thể ông ta ung dung ngồi ghế quyền lực, rồi tha hồ hại nước, hại dân, rồi còn hạ cánh an toàn suốt 8 năm qua như thế. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Lê Thanh Hải, một đại gian thần,
vì sao đảng của ông ta tàn phá đất nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.